họ kể thì Quảng Ngữ Hà Loa, cái câu thơ đó nó có vậy đó. Ở đây là đặc sản miền Trung không mà, từ Trung họ gửi vô mình bán. Vui lắm, ở đây là đủ hết, ghi chiên, đường bòn, rồi lọc, đủ hết. Là người Trung nhiều nhất, mà thành lạp chợ luôn. Người miền Trung ở thành phố Hồ Chí Minh, khi nhớ quê thì tới chợ Bà Hoa để nghe những từ chi mô răng rứa thật thân thương, bình dị, chân tình. Ngôi chợ này từ lâu đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người thích sản vật của miền Trung. Nằm trên con đường Trần Mai Ninh, quận Tân Bình, chợ phường 11 được người dân gọi bằng cái tên thông dụng chợ Bà Hoa. Bà Hoa là người có công mua đất thành lập nên ngôi chợ này. Đến với ngôi chợ nhỏ, người đi chợ cảm thấy như đang có mặt ở một vùng quê nào đó ở miền Trung. Điều đặc biệt của ngôi chợ chính là trên các hàng quán đều treo những bảng hiệu giới thiệu các món đặc sản. Trong đó nhiều nhất phải kể đến đặc sản mắm, với đủ các loại mắm miền Trung. Từ mắm tôm, mắm cá cơm, mắm tôm chua Huế, mắm rò, cho đến mắm cá chuồng, mắm cá mồi, mắm ruốc. Cả khu chợ dậy lên hương vị mắm đặc trưng của miền Trung, gió biển, cát trắng và nắng vàng. Đối với những người miền Trung đến chợ Bà Hoa, người ta như trở về ký ức với hình ảnh những ngôi chợ quê với vô vàn đồ ăn thức uống quen thuộc. Mọi người đến chợ không chỉ để thưởng thức các món ăn đặc trưng của quê nhà, mà còn được nghe những thanh âm thân thương quen thuộc. Miền Trung ơi, sao mà thương mà nhớ. Thế cho nên có nhiều người, dù ở rất xa chợ, vẫn chịu khó thường xuyên đến mua đồ ở chợ Bà Hoa. Cô hình như lâu lâu mà đi, tại vì đi xa quá, mà bữa đi thêm đi quảng ở đây. Bay lên đâu? Bay đi mà cực nữa, mà lên đây để mua đường tảng đây nè, cái đường đây nè, đường đây ngon lắm. Mua nè, gì mua mì quảng nè, mua về ăn nè, ăn rồi mua về ăn nữa. Đó, mê cái chợ Bà Hoa này lắm. Mua mâm cớ, mua mì, rồi cá thấm, bánh tróng. Là có thứ ở ngoài quê mình vô làm ra đó. Là con non, ví dụ con non con ngựa, nhưng mà hết tỉnh khó, rồi họ tới rồi họ mua. Chợ Bà Hoa là bà tư nhân Bà Hoa mới thành lập ra, thử ra là cái chợ nó tư nhân mới làm, mà cái Bà Hoa làm thì đặt tên là chợ Bà Hoa. Nhưng mà ở trong phường 11 thì họ nói phường 11, hiểu không? Mỗi phường có mỗi cái chợ vậy đó, nhưng mà thật sự là tư nhân phải làm. Ngày xưa, thói quen ăn trầu của người Việt là một phong tục cổ truyền. Trầu cau còn là quà tặng, là sính lễ không thể thiếu trong lễ hội lễ cưới. Điều đó được thể hiện rất rõ trong kho tàng ca dao tục ngữ Việt Nam. Ai về tôi gửi buồng cau, buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy. Hay anh về cuốc đất trồng cau, cho em trồng ké dây trầu một bên. Mai sau trầu nọ lớn lên, cau kia ra trái làm nên cửa nhà. Ngày nay, ngay cả ở nông thôn, hình ảnh trầu cau không còn quen thuộc và gần gũi như trước kia. Hiếm ai còn nhớ hương vị nồng nàn của miếng cau, lá trầu. Thế nhưng giữa thành phố Hồ Chí Minh, người ta vẫn tìm thấy những điều bình dị ấy. Ngay tại chợ trầu cau đã tồn tại hơn nửa thế kỷ qua, tọa lạc trên đường Lê Quang Sung, đối diện bến xe chợ lớn quận 6. Bà bán trầu cau này được 46 năm. Trước bà đi mận Mỹ đi đi làm đó rồi nghỉ đi bán chầu cao phụ cho người ta đó rồi ra ta đuổi việc là thôi giờ mận nghề nào cũng vậy, nghề nào mình cũng mận mới có ăn. Ok, đeo tới giờ bán tới giờ này 40 mấy năm rồi. Chầu cao này là phong tục từ xưa tới giờ, giống như là lễ hỏi lễ cưới rồi á, mới là mua về họ làm lễ cưới lễ hỏi rồi cái khi ngày rằm cúng quải rồi tháng đôi ba lần vậy đó. Tại vì nghề này nó nhẹ nhàng mà vốn liếng nó cũng ít, thành ra mình hơi kệ đi chứ giờ có nghề nào giờ. Trước đây chợ có hàng trăm sạp và gánh trầu cau được bày bán, bởi thế chợ là nơi cung cấp trầu cau lớn ở Sài Gòn và thậm chí là cả vùng Đông Nam Bộ. Trầu ở đây nổi tiếng với hương vị cay thơm rất đặc trưng, không nơi nào có được. Đến nay, trước những đổi thay của đời sống xã hội, người ăn trầu hầu như chẳng còn bao nhiêu. Bởi thế, trong chợ chỉ còn khoảng 10 gian hàng còn duy trì hoạt động buôn bán. Người bán trầu cao tại chợ đều ở tuổi thất thập,
gắn bó với nghề này từ tuổi 18 đôi mươi, cho đến khi tóc đã bạc màu năm tháng. Và họ vẫn thầm lặng, cần mẫn bán từng buồng câu, từng lá trầu tiêm cánh phượng để mưu sinh. Mình yêu nghề, mến nghề, với cái nghề truyền thống này của ông bà để lại thì thôi, mình đeo theo mình bán luôn. Nhiều khi mình làm hoài cao vậy nè, cái mình bán đám cưới người ta thấy cũng vui vui. Với người ta nói mình già rồi, khéo tay quá, còn làm đẹp vậy thấy cũng vui vui chút.